Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay em giới thiệu với mọi người ba cái mặt bông dạ hạt phi điệp tím thuần đang nở nhé. Em quay chậu số 1 trước. Chậu số 1 là mặt bông xước nha mọi người. Đó. Xước nhẹ thôi chứ không xước nhiều lắm. Đó. Hơi xước thôi nhé. Cái chậu này thì mầm gốc nó đã lên khoảng 15 cm nhé. Đó. Và có 3 thân già. Thân hoa thì được 20 cm rồi mọi người ạ. Đây. Chậu này 400 nhé. Rồi chậu số 2. Chậu số 2 thì bông nó cũng vừa mới nở thôi. Cái môi của nó nhọn ra nhé. Đó. Và hai con mắt là đỏ. Đấy. Hai con mắt đỏ nhé. Đỏ đậm rất là đẹp. Có hai mắt đỏ đậm rất đẹp. Đấy. Nó vừa mới bung ra thôi, chưa bung nhiều. Đây, môi của nó nhọn như thế này nha mọi người. Đó. Nhìn cái khuôn môi thì nó rất là gọn và chuẩn này, cân đối này. Đó. Chậu số 2 này là 300 nha mọi người. Đó, chậu số 2 là 300. Mầm gốc đã lên khoảng 13 14 cm rồi. Đó. Nó đã lên và có rễ bám xuống dưới cái giá thể rồi nha mọi người. Cho nên khi em gửi thì em sẽ gửi nguyên chậu, với lại cái chậu này cũng rất là nhẹ. Có một thân già và một thân hoa, một mầm gốc nhé. 300, chậu số 2 300. Chậu số 2 thì nó cây nó nhỏ hơn chậu số 1 một tí. Đó. Nhưng mà mặt bông nó rất là đẹp nhé. Đó. 300. Còn chậu số 1 là mặt bông xước nhẹ này. Đó. Rồi em sang chậu số 3 nhé. Chậu số 3 thì một cái chậu cũng khá là lớn rồi. Rất nhiều thân già. Ở đây có 4 thân già này. Đây là thân này nó đã chết rồi. Hai cái thân này khô rồi, chết rồi nhé. Và cái mầm gốc lên 20 cm, hơn 20 cm rồi. Khoảng 25 cm á. Khoảng 25, gần 30 cm rồi. Đây. Rất là khỏe nhé. Thân hoa của nó là đã lên khoảng 40 cm rồi. Đó, hơn 40 cm. Và mặt bông ở đây ạ. Bông này nó đã nở mấy ngày rồi cho nên là nó sắp tàn này nha mọi người. Chậu số 3 này em bán 350 nhé. Đó. Chậu số 3 là 350. Đây chậu số 3 đây, 350. Và mặt bông đây nhé. Đây là chậu số 1 nha mọi người. Chậu số 1 là bông mắt xước nhẹ này. Đó. Chậu số 2 là mắt đỏ này. Đỏ đậm này. Đó. Vừa mới bung thôi nhé. Môi nhọn nữa. Chậu số 1 400. Chậu số 2 300. Và chậu số 3 350. Chậu số 3 chậu mầm gốc lên đã rất là khỏe rồi. Chậu số 3 này cái bông nó rất to nha mọi người. Bông nó to. Khoảng sải cánh của nó nếu mà nó nở bay á, bay ra đi lúc mà nó còn căng á thì nó sẽ nằm khoảng 7 cm. 7 8 cm. Mặt bông của cái môi của nó cũng khá là
là đẹp. Nếu mà nó chưa tàn thì chắc là môi nó đậm rồi. Đó, với những cái đường vân này, có những đường vân tím này tràn ra ở đầu môi này nhé. Rồi em quay lại cái mặt bông. Hôm nay có 3 chậu thôi mọi người ạ. Em quay lại từng mặt bông cho mọi người xem. Đó. Bông số 1 này. Đây là mặt bông số 2 nhé. Vì có 3 chậu thôi cho nên em không đánh số. Cũng rất dễ phân biệt. Đó. Mang một bông mặt bông chậu số 2 này này. Đó. Nó vừa mới nở thôi. Chào, em xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ ạ.